Xin chào mọi người, mình là Cường AOT. Ở đây mình có một cái phần mềm tên là Cable Hero, hay chính xác hơn là một cái game. Game này dịch sang tiếng Việt là Anh hùng bàn phím. Okay. Game này mục đích là giúp các bạn để luyện cái tốc độ gõ bàn phím. Đây. Okay. Chúng ta chờ. Okay, chúng ta có thể nhấn play. Ở đây có 3 cấp độ là dễ, trung bình và khó. Nên mình sẽ chọn chế độ trung bình đi. Ok, lấy bối cảnh là thành phố thì những quả bom này các bạn phải nhấn bàn phím cho nó nổ quả bom cho nó khỏi rơi vào thành phố. Đấy, rất là vui. Game này phù hợp cho các bạn nữ, các bạn nữ hoặc là các bạn trẻ trâu để mà có thể tập kỹ năng anh hùng bàn phím của mình, gõ bàn phím của mình để mà bình thiên hạ. Đấy. Mình cũng không rành lắm về cái này. Tại đôi khi mình đánh gõ bàn phím còn mình không phải nhìn bàn phím nữa mà. Ok. Đấy. Rất là vui. Cho mấy bọn con nít chơi nó cũng vui lắm đó. Set nè. Ở đây chúng ta có 3 quả bom, đây là các bạn chỉ cần nhấn space là nó nổ hết. Đó là đơn giản. Còn quả nữa để dành. Thì chạy sẽ rất chậm xíu này. Có quả rất nhanh, có quả rất chậm. Các bạn cố gắng đánh bàn phím, gõ bàn phím làm sao mà chúng ta không cần nhìn bàn phím. Đó là chúng ta sẽ thành công. Ok, đây là thế là xong. Cảm ơn mọi người. Link mình sẽ để dưới clip, các bạn nhấn vào skip ạ và chờ 5 giây để mà tải về. Ok, mỗi cái like của vậy các bạn là sẽ ủng hộ cho mình. Ok, cảm ơn mọi người.